Úi dồi anh em ơi, chuyện này tự nhiên lại thấy có một cái tên rất là quen thuộc. Hama, Hama này. Có phải Hama không? Chuyện này người cũ gặp lại à? Không biết có phải là Hama meta mới quay trở lại làm video không? Ôi dồi, cái gì đấy? Ai tuần cơm nhất 500k. Úi dồi, Hama. Có thật không? Thật không? Thật không? Thật không để biết đường con trai hát nào. Có thật không để biết đường con trai hát nào. Chuyện này chơi gì nhỉ? Nhất được 500k nhưng mà cũng chưa biết là ghim rồi nhé. Nhưng không phải ông này. Đây là Ngọc Long fan. GTD Ngọc Long fan. Việt Nam mới là làm kìa. Mà có thật không nhỉ? Hơi nghi ngờ. Hơi nghi ngờ vào quả này. Quả kèo này. Gặp nhau trong game xong rồi ra kèo. Nó hơi sai sai cái nào đấy. Thôi được rồi, không sao, cũng là một công đôi việc anh em ạ. Cũng làm clip, nếu mà được thì được, còn không được thì thôi. Đấy, không được thì có một cái clip để up lên, thế là được rồi. Không biết là Hama Fake là Hama thằng Ryu. Ok. Thì vẫn cứ gọi là chơi hát. Đấy, ở một mức độ nào đấy nha anh em nha. Ok. Tự nhiên đầu game tôi lấy được 3 cục Echo, máu Echo. Lấy 3 cái cục máu Metro ấy thì tôi biết là tôi phải chơi cái gì rồi. Các bạn trẻ Việt Nam thật là hài hước à? À cái này chắc là nó có sẵn đấy. Anh em dã idol cho tôi. Dã man thật sự. Ra kèo xong rồi bảo mọi người đấm tôi. để làm content ở trên kênh Hama phải không? Có phải không? Không biết. Rồi để xem nào. Tạm thời như này đã. Đấy, đồ được cho con sâu. Cho con sâu được. Tí nữa mà cái con Whisper lên được 2 sao rồi lại cầm được thêm một món nữa. Đội hình trông có vẻ yếu yếu rồi gì ấy. À đúng rồi, có người hỏi này. À rồi Fake à. Tôi không hiểu sao anh em fan ở Hama xong rồi lại ra kèo donate cho tôi. Liệu rằng có tin được không anh em? Tôi thấy anh em fan kênh Hama thì không thích tôi lắm. Đấy, tôi nói thật với anh em điều đấy. Thế là cái quả này nó hơi nghi ngại cái quả kèo này. Rin qua đấu trường chân lý, đúng rồi. Hàng Ryu qua đấu trường chân lý. Tôi có chia sẻ cho anh em những cái video trước đấy. Là từ khi mà Hama chuyển qua đấu trường chân lý ấy, thì nói chung là kênh nó cũng ít view đi, tụt đề xuất. Đấy. Ngày trước anh em thấy là chúng tôi chửi nhau suốt ngày thôi. Nhưng mà nói thật với anh em là nó chỉ là cái bề ngoài. Tôi coi như là tôi cũng ở trong thân tâm ấy thì tôi cũng rất là buồn khi mà Hama nghỉ cái bộ môn này. Đấy, tôi nói thật với anh em là như thế. Từ khi Hama nghỉ đi là những cái đề xuất đến từ những viewer của kênh Hama là gần như là không có. Đó, bởi vì làm sao? Bởi vì là ngày trước thì hai bên là hay nói nhau nên là người ta hay hỏng ấy, nên là hai kênh cứ bên này lại bên kia đó. Nó coi như là đấy là đối thủ. Đấy thì ngày trước có hai kênh thì rõ ràng là nó vui hơn, view đông hơn. Và tất nhiên là lúc đấy là tôi vui. Đấy, tôi vui ở trong thâm tâm. Còn từ khi mà Hama nghỉ thì rõ ràng cũng rất là buồn khi mà view tụt đi. Âu đây rồi. Được. À đấy, còn cái vụ mà tôi đang chia sẻ với anh em đấy là fan kênh Hama nhưng mà lại ra kèo donate thì nói chung là cái kèo này nó cũng hơi ảo. Vẫn chưa tin lắm đâu, chưa tin lắm đâu. Đấy, nhưng mà chúng ta cũng vẫn làm video clip thôi. Đó. Nhưng cũng chả có vấn đề gì cả. Tôi đang bật máy lên và tôi chơi để tôi quay mà. Nên là trận này nói chung là cũng đánh hết mình thôi. Chả may biết đâu đấy lại được donate, đúng không anh em? Đấy. Biết đâu đây, biết đâu là fan ở cả hai kênh. Ờ đúng rồi, nhiều ông fan của cả hai kênh mà. Ngày trước là tôi thấy là có rất nhiều anh em là fan của cả kênh Game Today với cả fan của cả kênh Hama Gaming. Đấy, chứ còn cũng không phải là cứ fan ở kênh bên này là ghét kênh bên kia đâu. Đấy, không phải. Có những người là thích cả hai luôn.
anh Tuấn Cơm đánh beat đẻ đó anh em. Ui rồi, đây là gọi là một cái nó gọi là chăm sóc cực kỳ đặc biệt luôn đấy anh em. Bao nhiêu ông là nhâm nhe là soi bài để xem là tôi đang chơi cái gì. đẻ. Đẩy dã man. 3 mét này. Thunder Spirit có 3 mét à? Đánh ở level 6 cho 3 mét vào. Được. Rồi chuỗi thắng luôn nhỉ. Bài này thì vẫn chưa tự tin đánh chuỗi thắng lắm, bởi vì là đồ thì nó đang mất một đồ. Đồ nó chỉ có 2 con dùng được. 2 con dùng được thôi. Máu Echo này thì nó không có stack, nên là hiện tại chỉ có con sâu và con Whispersia dùng được thôi. Anh em cứ đoán đi. Anh em cứ đoán đi, phép hay là gì nhỉ, là siêu đẻ đây. Thực ra phép hay siêu đẻ thì nó còn phụ thuộc vào xem là đối thủ chơi cái gì và tôi ra cái bài gì đấy. Thực ra ba cái máu Echo này tôi có thể rèn một phát là mất phút một thôi, có cái gì đâu. Vấn đề nó là người ta chơi cái gì cơ. Đấy, người ta chơi cái gì nhá, nó quan trọng một trận này nhá. À, nó có cái con mèo ấy, nên là cái bộ Shaman mèo thì nó vẫn là một cái sự lựa chọn coi như là ưu tiên. Tôi nói thật với anh em cái điều đấy. Đấy, Mage Shaman kẹp với mèo. Đấy chưa lý do tại làm sao mà anh em thấy là tôi mua con thị vệ để nó kẹp cọc cái này. Đấy. Nó là cái sự ưu tiên hàng đầu luôn khi mà chúng ta chơi, mà chúng ta thấy là ở trong trận đấu có con mèo Shaman. Vì là thường là sẽ hướng đến cái bộ Shaman, là một trong những cái bộ mà đánh rất ổn định. Mặc dù có thể là nó không quá mạnh nhưng mà nó ổn định. Tôi cần sự ổn định thôi. Ui, này bị nó đẻ lại cho này. Cay nhờ. À, nó lại thế này cơ. À. Half Orc à? Kẹp Half Orc. Kẹp Half Orc. Ok. Rồi để xem nào. Round tiếp theo gặp King of Thrones à? Đúng không? Chính xác. Round tiếp theo chúng ta sẽ gặp top 2. Khỏe nhỉ. Khả năng round tiếp theo là phải dí cấp. Dí cũng chưa chắc ăn được. Theo tiếp theo dí cấp lên chưa chắc đã ăn được. Ở đây có con Medu này. Up cấp lên thì chúng ta sẽ là được cái gì? Là chúng ta sẽ được là ba con mết kết hợp với cả Half Orc. Mà trông có vẻ hơi yếu. Đây, chén thánh này, cho an toàn này. Ba mét kết hợp với Hack Orc liệu rằng có ăn được không? Tôi nghĩ là hơi khó đấy anh em ạ. Rao này không áp cấp thì chấp nhận là thua thôi. King of Throne là áp cấp lên rồi nên là thôi anh em ạ. Không ăn được, không ăn được, tôi quyết định là thôi. Đội hình nó hơi yếu, nó chỉ có mỗi con Whispersia thì nó không thể chơi được. Nó cần phải có ví dụ như là con Whispersia 3 sao hoặc con gấu cơ. À, tầm này thôi. Đội hình không có cửa gì ăn được hết. Khó lắm. Được từng nào hay từng đấy thôi. Giảm số lượng máu mất đi thôi. Chứ còn bây giờ bảo ăn thì hơi khó. Giết thì con đẻ xem nào. Ui, cứ để nó đẻ ra thế kia. Chán thời thật. Thậm chí là còn mất nhiều máu hơn. Có khi pha vừa rồi bỏ hết bài ra, khi lại không mất nhiều máu bằng. À, ui đều rồi. Gấu này. Ok. Trận này không có chuối. Trận này đánh không có chuối nên là
Cũng hơi khó, bị thọt tiền mất rồi. Chuyện này có Hunter nhá, chuyện này có Hunter. Chơi beat, chơi beat có thể ăn được Hunter, nhưng mà nó sẽ phải có những cái món đồ chấn. Hunter này nó có thể đấm được beat hoặc là ngược lại, beat có thể đấm Hunter. Tùy xem là bộ nào có đồ ngon. Hỏng rồi. Hỏng rồi, bây giờ còn đang đánh chuỗi thua này anh em này. May quá, cái quả quả vừa rồi không khô máu. Những cái nhà ở dưới bắt đầu được eco nên là bắt đầu là có tiền rồi đấy, tiền nó up lên. Bài chuẩn bị là con Thunder 2 sao cho vào là chơi Saman mết luôn. Lúc đấy đẩy không kịp thở đâu anh em ạ. Tốc độ trận đấu là nhanh quá. Hama với God up lâu 8 là được eco. Hama God up lâu 8 được eco luôn, cả hai ông đều được eco luôn. Một ông là 7, chuỗi 7, một ông chuỗi 8. Căng phết nhờ. Chuỗi 9, chuỗi 10 nó đương nhiên rồi. Tôi bây giờ dở cái chỗ là bây giờ bị nó bị thọt tiền anh em ạ. Vẫn chỉ có 5 bit thôi, chưa đủ 6 bit. Sau cái round sau tôi nghĩ tôi sẽ phải xả hết tiền. Bởi vì bây giờ cái tốc độ trận đấu nó đang được tính là nó là khá là nhanh so với bình thường đấy. Đầu game cứ tưởng ổn nhưng mà lại không ổn. Bây giờ máu nó còn có một nửa kìa. Nhưng mà cái một nửa này 64 máu ấy, nó không phải là nhiều đâu. Khi mà Hama chưa gặp đúng không? God of lớp 8 gặp rồi. Tôi sợ là sau cái round 15 ấy, những cái nhà Saman Mate nó bắt đầu xả tiền comeback thì lúc đấy nó đẩy 20 máu. Mỗi round thì chỉ có 3 round là đi thôi. Căng lắm. Không được. Buộc phải xả tiền ở round sau. Thậm chí là bây giờ chúng ta vẫn đang còn thua mấy cái nhà Hunter này. Căng thật sự luôn. Gấu 2 phải xả về 6 bit đã. Chúng ta phải xả về 6 bit đã. Và có thể xả để kiếm cái con Whispersia lên 3 sao. Ok. Thôi cứ thế đi. Bây giờ sắp chết rồi đấy, sắp chết đến nơi rồi đấy. Sợ vậy này luôn. Vẫn chưa gặp nhà Saman đâu anh em ạ. Hama chơi Saman. Trên này là có 3 nhà chơi Saman. Có 3 nhà chơi Saman. Hai nhà. Cái nhà kia thì nó đã chuyển về cái bộ ấy rồi, bộ mết kết hợp với Clay. Vậy là trận này là 3 Hunter. 3 nhà chơi Hunter, 4 nhà chơi Hunter cơ. Trận này 4 nhà chơi Hunter, 2 nhà chơi Saman và 1 nhà chơi Clay. 1 nhà chơi beat. Tôi là chơi beat. Rồi, xả tiền luôn anh em nhá. Tôi nghĩ xả tiền luôn. Rồi. Rèn hết cái đống này thôi anh em ạ. Đồ vứt hết. Đồ vứt hết. Lấy đồ tím. Kiếm cái sách. Không nói nhiều. Đây rồi. Ui, quá hợp lý luôn anh em ạ. Vứt hết. Cái bộ beat này là chúng ta chỉ đánh đồ tím thôi. Không đánh đồ cam. Ok đây rồi. Ok đây rồi bạn ơi. Trấn rồi, ra trấn là ngon rồi đấy. Anh em ạ. Vớ vẩn là từ bây giờ trở đi chúng ta đánh chuỗi thắng ấy. Nên là tôi quyết định là tôi sẽ xả tiền anh em nhá. Xả hết tiền để kiếm 4 bit đã nè. Xả hết tiền kiếm 4 bit đã. Chưa ra con giải cá luôn. Điêu thật. À đây rồi. Đùa. 6 bit. Ok chưa? Thay con này vào đi.
Còn Whiplashia mới có 2 sao nên là tôi cũng chưa có cho vào. Round sau khả năng là xả thêm phát lửa anh em ạ. Này vẫn chưa ăn thua đâu, chưa ăn thua tí nào. Gặp Saman Mết được toang ấy. Phải có 3 sao. Đấy, Unicorn hoặc là gấu lên 3 sao đã ở tính. Mà ưu tiên con gấu lên 3 sao. Đấy, bắt đầu đẩy cực kỳ căng luôn. Xả tiếp nha anh em nhá, xả tiếp, xả tiếp, xả tiếp, xả tiếp, xả hết. Trứng này, quả trứng này từ từ đã. Để dành. Tôi nghĩ là quả trứng này cho con gấu thôi. Nhịn một tí đi, nhịn một tí, nhịn một tí, ưu tiên gấu. Không có đập cho Whiplashia đâu. Hiện tại là Whiplashia chưa kẹp được anh em ạ. Muốn kẹp được Whiplashia phải lên level 8 cơ. Lên level 8 cơ nhá. Mà thôi. Tôi chả biết là tôi có lên được level 8 không ấy. Anh em nhìn bây giờ mới level 7 mới có một kinh nghiệm thôi. 32 điểm kinh nghiệm mới lên được cơ. Chúng ta còn rất lâu mới lên được level 8 anh em ạ. Thôi, từ từ đã. Đội hình như này nó gọi là tạm ổn rồi. Vậy là gặp Hama ở round 19. Ui vãi đái. Vãi đái, gặp Saman ở round 19 anh em ạ. Cũng may là tôi form được đội hình rồi đấy. Ôi giời, gấu này. Ôi giời, không uổng công tôi coi như là giữ quả trứng lại anh em ạ. Quá tuyệt vời. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Ok rồi đấy, ổn áp. Khô máu luôn ở level 7 mà anh em. Đánh 7 hết tiền luôn. Phải đánh ở 7 đấy anh em ạ. Không lên nổi 8 luôn mà. Rồi, nhưng mà bây giờ thì là nó ổn rồi. Ổn rồi. Trận này là có hai cái cú là cực kỳ khô máu. Một là gì? Là rèn đồ tím ngay ở cái round 15. Hai là gì? Là khô máu xả hết tiền ở level 7. Đấy, bây giờ không còn tiền lên 8 nữa. Đó, nhưng mà bù lại gì? Chúng ta bắt đầu giữ được máu rồi. Tầm này bắt đầu ổn rồi. Ok chưa anh em? Đó. Rồi, tản đội hình ra không thì mết nó bắn nó sấp mặt luôn đấy anh em ạ. Saman mết đủ bộ rồi này. Ra được cả con 5 tiền rồi. Ôi nhưng mà trông có vẻ beat này hơi quái nhỉ. Beat đẩy nhanh thật đấy. Vỡ mặt luôn, đấm vỡ mặt Hama là tôi chết rồi. Hama hứa là donate cho làm quả này có quả đáng lắm không nhỉ? Hama ra kèo là donate 500k cho trận này top 1. Mà tôi lại đấm Hama quả vừa rồi bay hơn 20 máu. Quá dã man. Thật sự luôn. Ok, cái tầm này thì bây giờ tích tiền để lên level 8. Lên level 8 kẹp thêm con Whiplashia 3 sao nữa. Nếu mà nó tự ra, còn nếu mà nó không ra thì có thể kẹp thêm con The Saw vào. Con The Saw cũng được. Trận này có rất nhiều Hunter và Saman. Cái nhà mết chắc là cái nhà đi đầu tiên rồi. Cái nhà Clyde chắc đi đầu tiên rồi. Clyde gặp tôi chắc đi luôn. Thực ra có rất nhiều anh em nghĩ là cái bộ Saman ấy nó bá, nhưng mà thực ra là bộ Saman là bá thật anh em ạ. Nó bá thật đấy anh em ạ. Đấy, nó bá thật sự, nhưng mà không phải là vì nó bá mà chúng ta không có đấm được anh em nhá. Cái bộ 6 Saman kết hợp với mết ấy, nó rất là khỏe, nó rất là mạnh trong cái meta này. Nó rất là bá đạo trong meta này. Với những cái người mà am hiểu về nó thì nó cực kỳ mạnh. Biết chơi, biết điểm rơi, biết cách để có thể là xả tiền đúng lúc thì nó rất là mạnh. Đấy. Và tôi là một người trong những cái người đấy. Dạ man. Lại tinh vi tinh tưởng. Nhưng mà tôi phải nói thật với anh em là cái bộ đấy là một trong những cái bộ mà rất là thông thạo đấy. Và chính bởi vì là cái bộ Saman ấy, nó là cái bộ thông thạo của tôi, nên là tôi cũng rất là hiểu rõ là nó sợ cái gì. Nó sợ cái gì và nó có cái điểm yếu là cái gì. Đấy. Và rồi tôi lại đang chơi một cái line up mà tôi cũng đang rất là thông thạo, đấy chính là cái bộ beat.
Thì đương nhiên là với hai cái bộ thông thạo thì một cái bộ thì đang chơi đúng không? Còn một cái bộ thì không chơi nhưng mà lại rất là am hiểu. Thế nên là biết cách counter. Thế nên là cái vấn đề là vào trong game mà gặp Saman thì tôi cũng không ngán lắm anh em ạ. Kể cả có 6 Saman ở trận này tôi cũng không ngán mà. Đấy, đấy là cái lý do tại làm sao tôi không chơi Saman mà tôi quyết định là chơi Beat đấy anh em. Tôi quyết định chơi Beat được ngay từ cái giai đoạn đầu tôi đã quyết định chơi Beat. Anh em có thấy là tôi đã lấy 3 cục máu không? 3 cục máu Echo không? Đó. Thế tại lý do tại làm sao mà tôi lại chọn Beat mà tôi không chọn Saman? Bởi vì là tôi biết là trận này rất nhiều người chơi Saman nên là tôi không chọn. Tôi chọn Beat là bởi vì làm sao? Có rất nhiều người người ta nghĩ là cái bộ Beat thì nó sợ cái bộ Saman. Đây God of Low 8 gặp tôi sấp mặt luôn đây này anh em này. Có rất nhiều người rất là sợ khi mà phải gặp Saman khi mà đánh Beat ấy. Đó. Nhưng mà tôi thì không. Tôi đánh sấp mặt Saman luôn. Thực sự là cái bộ Beat là nếu mà anh em chơi bình thường anh em thấy rất là sợ đúng không? Rất là sợ Saman. Nhưng mà nó có một cái thước đo ấy, tức là khi mà tôi chơi cả hai cái bộ ấy, nó thông thạo đến cái mức độ mà tôi biết được cái mức độ mà gọi là cái thước đo để xem là cái độ chênh lệch sức mạnh của hai đội hình ấy bằng từng nào thì Beat nó ăn được và bằng từng nào thì Saman nó ăn được Beat. Đấy, bằng từng nào thì Saman nó mới đẩy được Beat nhiều. Thì cái đấy là rất là thông thạo rồi. Đấy chính là lý do làm sao mà vẫn là chơi Beat vẫn là bình thường. Đấy. Thôi xong rồi, Hama là người đi đầu tiên anh em ạ. Qua Saman luôn, mặc dù là già đã lên 2 nhá, già lên 2 sao rồi nhá. Đủ bộ Saman rồi, nhưng mà tôi nghĩ là cũng không thể sống nổi ra này 12 máu. Đi rồi, sống nổi không? Úi ôi, vẫn còn 3 máu anh em ạ. Quá may mắn cho Hama với cái bộ Saman vẫn sống cái round vừa rồi. Nhưng mà God of Low 8 với cái bộ Saman thì không được may mắn như thế. Dạ man. Đấy anh em thấy chưa, tôi nói rồi đâu phải là cứ là Saman là mạnh đâu, phải coi như là gì, phải thông thạo bộ nào thì thôi. Anh em có thể chơi bất cứ bộ nào trong meta này mà anh em vẫn có thể được top 1. Meta cân bằng đấy anh em ạ, rất cân bằng đấy, cái vấn đề là phải thông thạo đó. Quá tuyệt vời luôn, cái áo mưa nhá, chưa lấy bây giờ lấy, quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Rồi còn mấy cái nhà này thì thôi vô tư đi. Rồi, mấy cái nhà Hunter tranh nhau, 4 thằng chơi Hunter thì thằng nào mới lên được súng 3. Trời ơi, cái tốc độ trận đấu nó cực kỳ nhanh. Saman với Beat nó đẩy. Nhà Hama ấy, chơi Saman là chỉ sợ nhà của tôi thôi anh em ạ. Cái tầm này mấy cái nhà Hunter kia làm gì có cửa ăn được Saman. Vào trước rồi. Có tiền thì nó phải khác chứ anh em. Trời ơi, anh em ra kèo tôi mới chơi hát đây, chứ bình thường tôi không đến mức là tôi đánh gắt đến như thế này đâu anh em ạ. Nhưng mà không biết là đây là kèo kiểu kèo mõm hay là kèo thật thì tôi không biết. Nói chung là đấy, cứ phải nói thế này, nói khái khái thế này để dạ mà không biết anh em ạ. Ok có luôn à, ui giời. Để xem nào, đợi chút anh em ạ. Xem hết trận đấu này top 1 thì xem có không. Tôi sẽ thông báo lại cho các anh em sau nhá. Đấy, trong video sau. Nếu mà được donate thì tôi sẽ rất là vui mừng để thông báo các anh em mà tôi đã được donate, gặp Hama, được donate cho ở trong cái trận đấu gặp Hama. Đó. RO quá tuyệt vời. Rồi. Nhưng mà tôi không hiểu sao tôi có một cái linh cảm, tôi cũng phải chia sẻ thật với anh em là đầu game ấy, cái cách nói chuyện của cái bạn Hama này rất là tôi có một cái cảm giác là rất là yêu quý tôi ấy, như kiểu là fan của tôi ấy. Tôi thật điều đấy luôn, nó có một cái linh cảm ấy vào phát là tôi thì rất là nhạy cảm ấy, tôi biết cái điều đấy. Đấy, tôi thử nhắn tin thế này xem nhá. Mong nhận được tin nhắn đấy, tinh tinh từ bạn, nhắn thử xem ý tứ bạn thế nào. Chứ còn trận này top 1 rồi. Trận này khả năng top 1 là nói chung là đến 99,99%. Đấy, nếu được top 1 trận này thì clip sẽ được lên sóng tối nay nhé. phải thêm cái câu này nữa này. Chốt này. Với fan thực sự thì chắc là tôi nghĩ là tôi nói như thế là anh em chắc chắn là anh em sẽ rất là vui. Đấy, còn có một cái này mà tôi cũng chia sẻ với anh em luôn là cái độ nhạy cảm của tôi với cả anti với cả fan ấy
anti-fan và fan ấy nó rất là nó nhạy cảm luôn. Và tôi rất dễ được nhận biết. Đấy. Tôi xin chia sẻ với anh em là như này, kể cả vào trong game ấy, mấy cái ông mà nhận là fan của tôi ấy, nhưng mà là anti tôi cũng nhận ra. Cái cách chơi, cái cách mà họ cố tình họ đấm này, hay là họ coi như là counter ở trong game là tôi thực sự với anh em là tôi đọc map là cực kỳ kỹ luôn. Nên tôi biết cách để tìm ra được là cái chân lý là thằng nào mới là cái thằng gọi là anti đấy. Kể cả có nhận là fan thì tôi vẫn biết ngay. Đó, còn đây với trường hợp của Hama này thì rõ ràng là tôi thấy là có một cái câu nói có cái thiện cảm ngay từ đầu, nên chắc là đây là một cái bạn fan ở trên kênh của tôi đây và cũng là fan ở kênh game Hama luôn. Đó. Rồi, quyển sách nữa, quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Với hai quyển sách thì nói thật với anh em là nó củng cố tới phải vừa lấy là 99.99% đúng không? Thì bây giờ nó rơi vào đâu đấy, nó rơi vào tầm 200%. Đấy làm sao được với cái bộ bít hai quyển sách anh em ơi. À số tài khoản này. Tôi để lại số tài khoản luôn để xem thế nào nhỉ. Ok. Bạn có thể donate vào số tài khoản của BIDV đi. Ok. 0982296922 ngân hàng BIDV. Rồi. Để xem là thế nào. Nếu mà cái kiểu hỏi tài khoản này là tôi nghĩ là tôi sắp nhận được tiền rồi đấy em ạ. Không biết có phải không. Đợi chút. Dã man thật sự luôn. Trong game lại hên thế nhở. Vào game chơi game lại được đô lết thế này. Triệt thật. Đợi chút xem nào. Mà tôi nghi lắm, tôi nghi hỏi như thế là chuẩn bị lắm anh em ạ. Mà anh em này làm cho tôi nhớ đến một cái người cũng có một cái phong cách này ngày trước. Có một anh em cũng có một cái phong cách như này. Không biết có phải không. Tôi đang nhớ đến một anh em mà ngày trước có cũng gặp tôi ở trong game và cũng donate cho tôi 500k. Đây là một cái phong cách rất là quen thuộc, nhưng mà tên thì lại là Hama thì không phải. Không biết đâu, để tôi sau tôi chắc là tôi nhắn tin hỏi cái người anh em đấy. Người anh em đấy là vẫn có tên ở trên cái bảng donate ở trong cái video của tôi đấy, vẫn có tên luôn. Đấy. Anh em Lê Tuấn Vũ thì phải. Tôi nhớ là tên là Tuấn Vũ, không nhớ họ lắm. Úi. Nhận được rồi anh em này. Đúng 500k luôn ạ. Vãi. Nhưng mà không biết tên. Không biết tên người gửi. Ôi vãi đái anh em ơi, thật luôn anh em ạ. Ôi vãi đái. Đánh rồi nhé idol, tôi vừa nhận được, tôi nhắn tin luôn á, bạn ấy cũng nhắn tin luôn cho tôi. Dã man. Ôi giời ơi, ai đấy nhở? Tôi đang đoán là chính là anh em Lê Tuấn Vũ đấy. Không nhớ là tên là Lê Tuấn Vũ hay là Nguyễn Tuấn Vũ hay là Phạm Tuấn Vũ gì đấy, nhưng mà tôi nhớ là tên là Tuấn Vũ. Có phải không nhở? Phải hỏi tên là gì để còn cảm ơn trong video clip sắp tới mới được. Dã man thật sự. Hoặc có thể đây là người khác. Cũng có thể là người khác. Có thể là cùng phong cách thôi, cùng phong cách kiểu đấy. Đấy, nhưng mà tôi đã một lần đã từng được như thế rồi, nên là tôi nhớ đến cái trường hợp đấy thì tôi nhớ đến anh em đó. Còn có thể là đây là người khác. Đấy, để hỏi cho kỹ. Để hỏi xem còn ok idol không thể để tên à. Hỏi tên thì phải viết cái tên cho người ta biết chứ. Dã man. Nhận được rồi anh em ạ. Ngay cái lúc đấy luôn. Ngay cái lúc sau khi bạn ấy hỏi, bạn ấy chuyển cho tôi luôn. Quá dã man anh em ạ. Nhưng mà cái trận này thì top 1 thì là chắc chắn. Đấy. Và tôi lúc đầu thì tôi cũng không tin lắm. Tôi không tin lắm vào cái vụ là được lô lết. Rồi ok. Thôi được rồi. Rèn lốt cái đống này thôi. Kiếm thêm cái ôi rồi được quá nhờ, xích cũng được. Tôi định kiếm thêm một cái quyển sách nữa đấy, nhưng mà không ra thôi. Xích cũng được. Quá tuyệt vời. Rồi, cái thằng Hunter này thì phút mốt thôi anh em ạ. Nhanh rồi. Vui quá đi mất rồi. Ấm rồi.
ấm như này nghỉ ra video clip mấy ngày cũng được ấy nhỉ. Thế này là bây giờ là 500k là bằng 2 clip rồi đấy anh em ạ. Bằng 2 clip ra đấy. Nghỉ được 2 ngày. Dã man. Ui nó kéo con súng sang bên kia. Thôi không sao, vẫn ăn nó. Vẫn sẽ ăn, vẫn sẽ ăn. Bớ vào người con súng thì vả vào cho một phát ở đi bay màu. Rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Có cần phải kẹp cọc nữa không nhỉ? Bây giờ mà kẹp cọc con súng này nó sẽ bắn mấy phát phải cọc nữa. Như nào ngon hơn? Kẹp cọc ngon hơn không? Nói chung ấy là cái trận này Hunter nhiều người chơi quá nên là không roll ra được con súng 3. Đấy, thằng này nó ra là súng 3 thì mới sợ thôi. Đấy, tầm này ra là súng 3 thì tôi cũng hơi hoảng đấy nha. Con súng 3 nó nếu mà có đủ đồ nó có thể giết được chết hết bọn này. Nó có thể clear được. Để xem là có di chuyển con súng không. Ok, không di chuyển súng ạ. Không di chuyển súng. Con giờ sò chết nhanh quá nhở, chưa kịp làm gì. Nhưng mà tôi nghĩ là cái con súng này nó cũng sẽ không thể nào mà trụ ở đâu. Chết ngay. Ui dồi ôi. 24 máu một round, round sau chết à. Bây giờ nhá, nếu mà nó ăn được cái chuỗi này của tôi thì tôi sẵn sàng tôi tìm cọc cái kẹp vào. Có sẵn cọc ở đây rồi. Chạy làm sao được. Thôi, không cần phải kẹp cá làm gì cả. À, ui ơi, mày đứng tụm vào đấy thì mày càng chết. À, đứng tụm vào à. Liệu rằng có dây cuối nó có kéo con súng ra không nhỉ? Mà đứng tụm vào là tự hủy rồi. Đứng tụm vào tự hủy rồi. Đứng tụm vào cái xích nó chói một phát là chói hết cái đống này luôn. Chết. Mày chết. Ây à. Ây à. Ồ ồ ồ. Ây à. Có vẻ như là đỡ mất máu hơn đấy nhỉ. Mặc dù là đứng tụm vào nhưng mà nó lại đỡ mất máu hơn. Thế mới điêu. Sợ thế nhỉ. Cho con này vào ngon hơn không. Thay con dơ so ra. Con mèo này vào. Thêm được một con Ulit. Ok. Hay như này. Ờ à, cũng được, chả cần phải con Khan đâu. Khan bây giờ 1 sao thôi mà. Bây giờ Khan 2 sao rồi tính. Khan 2 sao, Khan 3 sao rồi tính. Cố gắng kết liễu ở cái round này đi, đừng kéo đến round 36 mất thời gian anh em nhỉ. Cố gắng kết liễu đối thủ ở round này thôi. Ngồi không? Súng nó được bắn kìa. Chính ra nếu mà nó súng 3 khả năng nó ăn được tôi đấy anh em ạ. Đây là súng 22 mới ăn được đó. Ok. Rồi. Mày này. Vả đau thật sự luôn. Quá là vui luôn anh em ạ. Vui quá xá luôn. Dã man. Buổi chiều chiêu chiêu vào game. Làm một game rồi đấy. Game duy nhất luôn đấy. Chiều nay vào cái chiêu chiêu cái tự nhiên lại gặp fan donate cho. Tôi sẽ cố gắng tôi tìm hiểu xem đó là ai. Thậm chí là tôi hỏi anh em đó không có có để lại tên. Nhưng mà tôi sẽ tìm hiểu được. Đấy, rồi cảm ơn anh em rất nhiều nha. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái anh em nhé. Một trong những cái bộ Assassin cực kỳ mạnh đó chính là Assassin kết hợp với Half Orc. Một trong những cái trận đấu mà tôi phải nói là quá là khỏe luôn. 100% máu đến hết game. Mặc dù tôi đã như là một mình solo với cả 4 nhà Saman. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái trận đấu cực kỳ hay và hấp dẫn. Đó là một cái trận đấu tôi kết hợp với cả Zequen để làm content anh em nhá. Ai sẽ là cái người chiến thắng, mời anh em xem clip phía bên phải. Cực kỳ hay và hấp dẫn luôn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.